Alo cả nhà, xin chào cả nhà quay trở lại với Đông Đông. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một tập gà hấp này thứ này cả nhà. Mình làm món gà hấp này thứ để tẩm bổ cho mấy bà cháu. Giờ mình đi sẽ đi làm đó. Gà của nhà mình là gà lai, gà tre, thành ra mình mới bắt ba con mới đủ nha cả nhà. Chứ một con nó nhỏ lắm. Trong khi chờ nấu nước thì mình tưới rau nha cả nhà. Rau ngò gai, rau ngải cứu, rau thơm, đủ các loại rau luôn cả nhà ơi. Đây là rau ngải cứu nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ gà vô trong nồi trước. Mình nấu gà ngải cứu. Nào gà gần chín thì mình sẽ bỏ ngải cứu vô. Ô, nó nổ ống tre mà hết cả hồn luôn trời ạ. Đợi gà chín xong rồi mình sẽ bỏ ngải cứu sau. Sẽ nêm nếm nha cả nhà. Mình sẽ cho một miếng đường vô nha. Đây là đồ gà cứu mình. Mình sẽ bỏ thêm miếng muối. Mình bỏ chút aji ngon nữa cả nhà. Cho nó ngọt nước. Mình cho thêm ít bột ngọt. Mình sẽ đảo nó lên cho nó đều nha cả nhà ơi. Và bây giờ mình sẽ bỏ rau ngải cứu vô. Mình làm đơn giản lắm chứ không có cầu kỳ nha cả nhà. Mùi rất là thơm luôn. Rồi mình sẽ đậy nắp chờ trong khoảng 2-3 phút nha cả nhà ơi. Thì cái món gà nấu hấp ngải cứu của mình đã xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà ăn cơm với gia đình luôn nha. Mời chú và các bạn cùng ăn. Mời cơm trước cùng ăn. Thơm luôn cả nhà ơi. Gà hấp ngải cứu.
kinh khủng luôn. Đúng rồi nha. Mình sẽ review cho cả nhà coi thử coi cái có ngon không nha. Đây là nước mắm ớt của mình nha. Mình phải chấm thêm miếng này nữa thì nó mới hấp dẫn được. Rất là ngọt luôn cả nhà. Những lúc mà mình mệt mỏi mình nấu gà hấp ngải cứu ăn vô rất là khỏe luôn nha cả nhà. Mình sẽ húp miếng nước nha. Ngon. Ngon. Đây là món măng xào nha cả nhà. Đây là măng luộc. Mình xin lỗi. Đây mình review món măng luộc cho cả nhà coi ha. Chấm thêm miếng nước mắm ớt cay cay. Rất là bát cơm luôn. Ngon quá. Rồi mình mời cả nhà nha, làm miếng thịt gà nấu ngải cứu với mình nha. Đó. Đây mình sẽ làm miếng nước mắm vô. Đó, nó cay cay nó mới ngon cả nhà. Ngon. Mình làm nước ngải cứu luôn cả nhà ơi. Đảo quá. Win khoái mốt cái này thôi cả nhà. Cái này món ruột Win. Đấy. Đây là bà ngoại thì đây, bà ngoại rất chi là khoái. Khoái khẩu. Đây là bà ngoại. Đây là cái này chắc các cô chú cũng biết. Khoái khẩu.
bà luôn. Quá đã luôn. À, mình làm một miếng măng nha. Mời cả nhà nha. Không quay luôn. Măng. Đã quá. Mời cả nhà làm miếng thịt gà nha. Gà nhà nuôi cho nên là ăn rất chi là ngọt cả nhà. Ăn dai dai, ngọt ngọt đã lắm. Mà hấp lại cứu nữa là đúng bài luôn. Rồi, bữa ăn cơm của gia đình tới đây xin tạm ngưng nha cả nhà. Thì xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Nếu cả nhà thấy video này hay, hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.